Từ lúc mà em bị chấn thương ấy thì cái cảm xúc của em cũng rất là buồn, buồn vô, nói chung là buồn buồn chưa bao giờ mình buồn đến nhiều như thế, vì cái sự nghiệp của mình là bằng kiếm tiền bằng đôi chân mà tự dưng mình lại chấn thương như thế, bỏ lỡ rất là phí. Lúc đấy mình chẳng muốn làm gì cả, mình chỉ muốn là không nghĩ về nó nữa để mình có cái tâm lý để thoải mái để nghỉ ngơi thật tốt. Mình không khóc trước mặt mọi người nhưng mà kiểu dạng đêm mình ngủ mình không thể nào mà ngủ được sâu giấc, mình đã suy nghĩ rất là nhiều. Có lúc mình suy nghĩ và mình cũng có thể là rơi nước mắt. Em cũng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và lúc nào cũng quan tâm cũng như là theo dõi bản thân em cũng như là bóng đá nữ Việt Nam. Thứ hai là em sẽ cố gắng thi đấu hết mình để thể hiện bản thân mình cũng như là cái sự quay trở lại của À, có lẽ là một khoảng thời gian khá là dài rồi Hoàng Thị Loan không xuất hiện, đặc biệt là ở đội tuyển quốc gia. Các cổ động viên rất nhớ. Hoàng Thị Loan có thể chia sẻ về cái quãng thời gian đấy như thế nào? Từ lúc mà em bị chấn thương ấy thì cái cảm xúc của em cũng rất là buồn, buồn vô, nói chung là buồn buồn chưa bao giờ mình buồn đến nhiều như thế, vì cái sự nghiệp của mình là bằng kiếm tiền bằng đôi chân mà tự dưng mình lại chấn thương như thế, bỏ lỡ rất là phí. Chính xác là cái chấn thương của Loan như thế nào, nó diễn ra như thế nào, trong bối cảnh như thế nào, các bác sĩ chụp chiếu, cái quá trình nó diễn tiến như thế nào? Cái tình huống đấy thì do là em cũng va chạm lỏng chân, thì khi em đi chụp chiếu thì em bị giãn dây chằng bên trong và rách sụn cấp độ 2. Và sau đó thì các bác sĩ xử lý như thế nào? Và nghi khi mà nhận được cái thông tin đó kèm theo một khoảng thời gian mà phải xa sân cỏ, cái cảm xúc của Loan lúc đấy thế nào? Lúc đầu thì em chỉ nghĩ đơn giản là chỉ bị giãn dây chằng thôi, mà khi chụp chiếu thì mình biết thêm tin là bị rách sụn, thì lúc đấy cảm xúc của mình rất là buồn, vì cái nhất là cái chấn thương dây chằng là hồi phục cũng rất là lâu, mất khoảng mấy tháng mới có hồi phục nhanh được. Và sụn, bị đau sụn thì cái sụn này cũng rất là ảnh hưởng rất là nhiều. Rách sụn thì có thể nó sẽ bào mòn các cái dây chằng khác và ảnh hưởng rất là nhiều. Lúc mà em chấn thương lúc đấy là đá trận chung kết với đội thành phố Hồ Chí Minh, thì khi mà em có xin ban huấn luyện là thay hiệp 2, tại vì lúc đấy là em đau quá rồi em không chịu được nữa, thế là em lúc đấy lần đầu tiên là em khóc trên sân như thế. Tại vì mình đang đá trận rất là căng thẳng, trận chung kết mà, nên là mình cố gắng rất là nhiều mà tự dưng lại đau như thế. Thì cái mà lúc mình cố gắng để thể hiện trên sân thì lúc đấy chấn thương thì mình cũng rất là đáng tiếc. Khi mà Loan khóc như thế, nó do là mình đau về mặt thể xác hay là mình lúc đấy là mình tiếc về mặt tinh thần, là mất đi một cái cơ hội vì Thành phố Hồ Chí Minh họ đã giành chức vô địch quốc gia rồi, còn cái cúp quốc gia thôi đúng không? Thì lúc đấy cái chấn thương đấy, cái gì làm em khóc? Nó là nỗi đau về thể xác hay là nỗi đau về tinh thần? Cái đấy là mình, cái tinh thần của mình, và thứ hai là mình bị đau nữa. Mình đau như thế thì mình không có cơ hội để thi đấu nữa, thế nên là mình cũng rất là buồn, buồn lắm luôn ấy. Anh có thể cảm nhận được cái nỗi buồn của Loan, bởi vì anh nhìn thấy trong mắt của em nó có những cái giọt cảm xúc. Và đấy là lý do vì sao hôm nay anh em mình ngồi nói chuyện với nhau, để những người yêu mến Loan hiểu được một cách tường tận. Và một điều nữa anh tin đấy là một nỗi đau rất lớn, là khi sự nghiệp của Loan đang có những sự phát triển, mình cũng đang rất tiến bộ về mặt tên tuổi, cũng đang rất nổi tiếng, rất nhiều những cái điều tốt đẹp đang đợi mình ở phía trước, rồi tự nhiên chấn thương đến và nó cắt ngang tất cả mọi thứ, nó làm cho cái quá trình đấy tự nhiên lại chịu thêm một cái áp lực. Loan nói gì về điều này? Thứ nhất là cái tinh thần của em bị suy sụp rất là nhiều, vì chấn thương mình vừa đau thể xác, cái tinh thần của mình không có một chút là gọi là tích cực nữa. Lúc đấy mình không thể nào mà tham gia được thi đấu, thế là cái tinh thần nó
gọi là nói chung là không diễn tả nổi. Và khi quá trình mà em bị chấn thương thì nghỉ mất cũng khoảng vài tháng. Em nghỉ khoảng 3 tháng. 3 tháng có thể em tập nhẹ vào tập cơ bình thường thôi. Khoảng thời gian đấy em khó khăn về đi lại nữa. Thế là đi lại cũng rất là đau. Và cái bước chân của mình không đi bình thường nữa. Cũng không thể nào mà đá bóng được. Vì mình mà đá thì rất là đau. Lúc đấy mình chẳng muốn làm gì cả. Mình chỉ muốn là không nghĩ về nó nữa để mình có cái tâm lý để thoải mái để nghỉ ngơi thật tốt. Cái thời gian đấy thì cái sự nghiệp của em cũng đang rất là tăng tiến. Thế nên là mình cứ hy vọng là mình sẽ phát triển dần cao hơn nữa. Nhưng mà rồi sau đấy thì chấn thương thì đã làm cái sự nghiệp của mình đã thụt đi rất là nhiều, ảnh hưởng rất là nhiều ấy. Ngay cả những đồng nghiệp nam của em sau khi bị chấn thương, rất nhiều người đã khóc, vừa tập vừa khóc cũng có. Rồi có những lúc mà họ nghĩ rằng sự nghiệp của họ có khả năng, thậm chí là có nguy cơ phải kết thúc sớm, họ khóc rất là nhiều. Loan thì sao? Em có khóc không? Một cô gái mảnh mai, liệu nó có đồng nghĩa với sự yếu đuối không? Mình không khóc trước mặt mọi người, nhưng mà kiểu dạng đêm mình ngủ, mình không thể nào mà ngủ được sâu giấc. Mình đã suy nghĩ rất là nhiều. Có lúc mình suy nghĩ và mình cũng có thể là rơi nước mắt. Những lúc như thế thì làm thế nào để em vượt qua được? Bởi vì nói thật là lúc đấy chỉ còn một cách duy nhất là phải tiến bộ, tập luyện trở lại. Chứ không ai có thể, chả ai có thể khuyên em được. Khoảng thời gian đấy thì em đã, mình đã kiểu giống như là mình ngừng suy nghĩ về cái cảm giác đau đi. Và mình sẽ, lúc đấy là em cố gắng ăn uống thật nhiều. Ăn uống nhiều hơn bình thường để có thể là những cái chất dinh dưỡng đấy có thể là hồi phục cho mình tốt hơn. Mình sẽ nghĩ tích cực hơn và tập luyện thật nhiều hơn. Bây giờ khi mà ngồi với Loan ở đây, Loan nói 3 tháng tập luyện. Thực ra nó nghe nó rất là nhanh. Nhưng anh biết là 3 tháng đấy nó đánh đổi với 90 ngày mà mỗi một ngày nó dài đằng đẵng. Em phải đối diện với rất nhiều những cái cảm xúc. Hôm nay sẽ đi tập như thế nào, rồi về nó đau, mình sẽ diễn biến tâm lý ra sao. Tối về có khi chả nghĩ muốn nghĩ gì đâu nhưng vẫn khóc ướt gối như bình thường. Em có thể kể cho anh nghe những cái khó khăn nhất của em trong 90 ngày mà em đấu tranh với bản thân mình với cái chấn thương nằm trong ổ gối. Có một khoảng thời gian thì em buồn thật sự. Nhưng mà sau một khoảng thời gian đấy thì mình suy nghĩ lại là mình không thể nào như thế này được. Mình phải suy nghĩ tích cực hơn, ăn uống nhiều hơn và tập luyện nhiều hơn. Khi đấy thì mình sẽ hồi phục chấn thương tốt hơn và biết đâu được mình sẽ sớm quay trở lại sớm nhất có thể. Cái khoảnh khắc mà em được sờ vào quả bóng, đá được quả bóng ở trên sân nó sướng như thế nào? Lúc đấy thì cái cảm giác mình đá được quả bóng thì mình cũng rất là vui. Tại vì mà khi mình đá quả bóng mà mình cảm giác mình không đau nữa thì lúc đấy mình rất là tự tin đá và thi đấu hơn. Chứng tỏ như thế em phải có một cái quá trình tập luyện phải nói là rất là cực khổ. Bởi vì bao giờ cũng thế, khi mà người ta cầm quả bóng đầu tiên thì họ lại rất sợ, nhưng em lại rất tự tin. Tại sao lại có được cái sự kỳ diệu như thế nhỉ? Thật ra thì em khoảng thời gian mà em chấn thương và khi tháng 12 bác Trung có gọi lên tập trung đội tuyển thì bác cũng nói là bác biết là cháu chấn thương thì bác muốn gọi cháu lên đây để điều trị mọi thứ có thể tốt hơn và hồi phục có thể tốt hơn. Thì em cũng rất là cảm ơn bác vì bác đã tạo điều kiện cho em để cho em có thể là môi trường tốt cũng như là điều kiện ăn uống thứ có thể cho mình hồi phục tốt hơn. Và sau khi bác cũng đã nói là bác biết còn thời gian này Loan không thể nào mà tập, có nghĩa là khoảng thời gian để tập thể lực thì Loan không có. Tại vì thời gian đấy em cũng đang chấn thương. Thế nên là em không đủ thể lực để đi thi đấu. Thế nên là bác cũng nói là cháu đau thì cháu giữ, để bác giữ chân cho cháu để cháu đá SEA Games. Thế là em cũng bảo vâng bác ạ, cháu cũng nghĩ thế. Tại vì chân cháu cũng chưa ổn định lắm. Thế nên là bác cũng đã giữ chân cho em. Và đến khi mà tập trung trở lại, tuyển trở lại thì em cũng đã hồi phục chấn thương bình thường rồi. Thực ra thì huấn luyện viên Bác Trung khi gọi em lên muốn tặng em hai món quà. Món quà đầu tiên là có một chế độ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Và thứ hai nữa là món quà về mặt tâm lý.
để em cũng vơi bớt đi. Nhưng cái khoảnh khắc mà toàn đội đi thi đấu, em xách ba lô về, cái cảm giác lúc đấy như nào? Mình rất là buồn, tại vì mình khao khát được lên đội tuyển. Và khi mà mình được lên đội tuyển và mình mong ước là mình cố gắng và được ở lại và được đi thi đấu, cái cảm xúc và cái điều đó đã thể hiện cho mình một cái gọi là cái sự cố gắng của mình. Khi được đi thi đấu thì mình cũng rất là vui, nhưng mà vì chấn thương nên là cái điều thiệt thòi đấy cũng đã đến với em. Mình không thể nào mà nói trước điều gì được. Khi mà tạm biệt đội, em khoác ba lô về, trên đường em nghĩ điều gì? Lúc về thì mình cũng buồn thôi. Mình buồn vì mình phải về, tại vì cái khoảng thời gian mà đi tập huấn ở châu Âu thì em cũng rất là khao khát được đi châu Âu, tại vì là chưa bao giờ em được đi châu Âu. Thế nên là cái điều đó làm em rất là mong muốn được đi, nhưng mà vì do chấn thương nên là em không thể nào mà đi được, nên là em đã phải về. Và bác đã nói với em là cháu có cố gắng ở nhà tập luyện tốt thì lần sau bác sẽ gọi lên. Nên là lần sau bác cũng đã gọi em lên tập trung đội tuyển. Rồi đến Asian Cup, chúng ta đã giành một suất đi World Cup. Anh biết là Loan sẽ rất vui cho toàn đội, vâng, nhưng sẽ rất chạnh lòng, rất buồn cho mình đấy. Bởi vì một cái, phải nói là một cái sự kiện cực kỳ lớn của bóng đá Việt Nam, nếu như không muốn nói là lớn nhất của bóng đá Việt Nam, nó lại vắng bóng mình chỉ vì một cái chấn thương. Lúc mà biết tin là đội bị Covid thì bản thân em cũng rất là lo lắng là bị Covid, mọi người bị Covid thế này thì làm sao mà thi đấu được. Nhưng mà cũng rất may là khi mà gần đến giải thì mọi người đã dần khỏi dần. Và cũng lúc đấy có muốn là mình bay khẩn cấp sang Ấn Độ để đá cùng với các chị em không? Tất nhiên là muốn chứ anh. Tại vì mình ở nhà cũng theo dõi đội tuyển rất là nhiều. Vì khi biết tin mình cũng rất là buồn, mà mình còn tự hỏi là các bạn là ơ thế này thì làm sao mà thi đấu được nhỉ? Liệu có bị loại về hay không? Cảm giác rất là lo lắng. Nhưng mà rất may là các bạn đã hồi phục rất là tốt để có thể là thi đấu được, hoàn thành mùa giải đấy. Chúng ta có suất đi World Cup. Chúng ta vui. Chắc chắn là Loan cũng rất vui vì các chị em của mình có một thành tích. Đúng không? Bác Mai Đức Trung rồi ban huấn luyện có được một thành công rất là tuyệt vời, nhưng chắc chắn là sẽ chạnh lòng. Vâng, thì mình cũng rất tiếc là mình không được tham gia giải đấy. Khi mà rất là nhiều người hỏi tại vì ở chợ mẹ em có bán hàng thì mọi người cũng hỏi là không thấy con chị đá nhỉ, không thấy Loan đá nhỉ. Xong rồi mẹ em có nói là Loan bị chấn thương lên ở nhà. Cũng nhiều fan, cũng nhiều các bạn hỏi là tại sao Loan không đi thi đấu. Thì em cũng có nói mọi người là em bị chấn thương, rất tiếc là không thể tham gia đội tuyển được, nên là mình ở nhà chỉ có theo dõi mọi người thôi. Thời gian điều trị chấn thương khó khăn lớn nhất của Hoàng Thị Loan là gì? Khoảng thời gian chấn thương điều trị thì tinh thần thì lúc nào cũng là trên đầu tiên rồi. Mình nếu mà cái tinh thần của mình mà suy sụp thì mọi thứ có thể là suy sụp, còn nếu mà cái tinh thần của mình nó tích cực thì không gì là không thể. Và mọi thứ mình có thể làm được tất cả. Những cái khoảng thời gian khó khăn nhất về chấn thương và hồi phục cũng như là khoảng thời gian tập luyện thì cái khó khăn nhất là khi mình nghỉ và khi mình tập lại. Khi mình nghỉ là coi như là cái thể lực của mình hầu như là xuống dốc hết, coi như là hết tất cả thể lực. Mình chỉ duy trì cái cơ của mình thôi, nên là thể lực của mình rất là yếu. Và khi tập lại cái thể lực đó thì mình rất là khó khăn, vì mình lại bắt đầu từ con số 0 cho lên lên đến 100%. Là khó khăn nhất là khi mình tập lại. Anh có một cái cảm nhận như thế này: Loan bây giờ vui tươi hơn, Loan bây giờ sâu lắng hơn, Loan bây giờ bản lĩnh hơn. Liệu đấy có phải là những cái yếu tố mà em đã có được sau một khoảng thời gian cực kỳ dài đối mặt với những cái khó khăn mà chính mình là người giải quyết? Em có cảm nhận em đã có một sự thay đổi rất lớn, trưởng thành hơn, chín chắn hơn không? Và đương nhiên là cũng xinh hơn. Thật ra cái điều mà bản lĩnh hơn hay không thì do chính bản thân mình tạo ra thôi. Khi mà mình đã tự tin làm cái điều đấy thì mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn làm hay như nào đấy. Thì như bản thân em cũng thế, khi mà mình đã hồi phục chấn thương rồi thì mình
thi đấu cũng như là tập luyện mình không sợ gì cả. Ừ. Và khi mình mà vẫn còn bị đau hay như nào thì mình rất là nhát, thế là mình không thể nào mà mình rất sợ. Lúc đầu thì lúc có nghĩa là lúc đầu em mới quay trở lại mà khi mình tập nhẹ nhẹ thôi mình cũng rất là sợ, và những cái quả tình huống khó thì em phải tránh mà lé ra. Nhiều lúc mà mình suy nghĩ là nếu mà mình bị đau lần nữa thì chắc mình lúc đấy mình không biết phải làm nào nữa. Thực ra thì Loan vừa nói hai cái nỗi sợ lớn nhất của con người, một là nỗi đau về thể xác và thứ hai là cái nỗi sợ, đúng không? Cái nỗi sợ là cái mà chúng ta thực sự là nó là một cái gì nó rất là trừu tượng mà chỉ có chúng ta thôi. Nếu chúng ta vượt qua nó tự nhiên nó không trở thành, nó sẽ trở thành một cái gì đấy rất là thuận lợi. Loan có cảm thấy là khi mà em đã vượt qua mọi thứ rồi thì em sẽ có được những cái sức mạnh, em có sự cái tự tin để nếu như chẳng may lần sau chúng ta gặp những cái vấn đề như vậy, chúng ta sẽ giải quyết nó một cách ngọt ngào hơn. Thì cái chấn thương của em thì em cũng đã bị rất là nhiều lần rồi. Có phải nặng nhất không? Cũng có thể là nặng nhất. Tại vì cái chấn thương đợt trước thì cổ chân của em thì là hồi đấy là còn trẻ, nên là cái suy nghĩ của mình là không như bây giờ. Bây giờ mình chín chắn hơn rồi, mình lớn hơn rồi, cái sự nghiệp của mình cũng đang phát triển hơn. Nên là mình có cái suy nghĩ rất là sâu sắc hơn. Đây là cái lần đầu tiên chấn thương, coi như là đây là lần nặng nhất của em. Nên là mọi khó khăn cũng như là mọi thứ là mình có thể là suy sụp hơn tất cả mọi lần. Bây giờ khi trở lại được rồi thì cảm xúc của em như nào? Mà khi nhìn lại những cái khó khăn của quá khứ ấy, em ứng xử với nó như nào? Thì bây giờ mình đã hồi phục thật tốt rồi thì mình, thứ nhất là mình cũng rất là vui. Thứ hai là cái thể lực của mình cũng đã rất là tốt rồi. Và khi nếu mà chẳng may mà mình có bị chấn thương nữa thì lại quay lại cái vòng tròn đấy. Mà khi mình đã chuẩn bị nỗ lực bản thân mình thì lúc đấy mọi thứ thì cái cảm giác đau đấy có khi là như là tan biến luôn. Anh thì anh thấy Loan bây giờ là một phiên bản tốt hơn rất nhiều so với trước đây rồi. Có lẽ là cái nỗi sợ, nỗi đau nó đã làm cho em trở thành một người bản lĩnh hơn, kiên cường hơn. Đấy là điều chắc chắn. Anh tin là mọi người khi xem em trả lời em vui hơn tất cả mọi thứ. Bây giờ chúng ta sẽ nói về chuyện vui. SEA Games ở Việt Nam có ý nghĩa như nào với em? Em đã giành tấm huy chương vàng SEA Games rồi. Vâng. Nhưng bây giờ sẽ là huy chương, có thể là huy chương vàng đầu tiên của em ở Việt Nam. Cảm xúc của em khi chuẩn bị cho giải đấu đây? Trong khoảng thời gian tập luyện của bọn em thì đang rất cố gắng nỗ lực hết mình theo giáo án của ban huấn luyện. Mà khi giải sắp SEA Games sắp tới thì cái thứ nhất là cái háo hức khi mình sắp được thi đấu. Thứ hai là mình ở sân nhà nữa, khán giả nhà, mọi thứ đều ở nhà hết. Thế nên là mình cũng có một cái gọi là, thứ nhất là cũng có một cái áp lực cũng rất là lớn. Vì mình đang ở sân nhà, khán giả nhà. Nhưng mà cũng lợi thế là mình có khán giả nhà, mình thi đấu có thể là 100%, có thể là hơn nữa, 200%. Em nghĩ là thế, mình thi đấu mà vẫn giữ được tấm huy chương vàng thì em nghĩ đó là niềm vui rất là lớn, niềm vui tột cùng của mình luôn. Tại vì khi mà mình quay trở lại mà lại được huy chương vàng, không có niềm vui nào lớn như thế được. Có khó khăn lắm không khi mà em trở lại với bóng đá sau thời gian bị chấn thương, sau đó tập để trở lại đội tuyển và lại lấy suất đá chính? Nó có khó khăn lắm hay không? Tất nhiên là rất là khó khăn rồi. Thứ nhất là khoảng thời gian tập luyện của mình là từ con số 0 đến lên 100%, thì khoảng thời gian mà từ 0 đến 100 thì cũng rất là dài. Bắt đầu đấy thì tập luyện rất là mệt mỏi vô cùng luôn. Khi mà tập đội hình chính thì mình cũng đã phải nỗ lực rất là nhiều để thể hiện bản thân mình cũng như là cái quay trở lại của mình nữa. Anh có nhìn thấy trong những buổi tập em vẫn bó gối. Có phải là cái gối này nó chưa hoàn toàn là cho mình một cảm giác thoải mái như trước đây, hay là em chỉ bó vào cho nó yên tâm? Thật ra thì đau và quay trở lại thì ai cũng phải là băng bó để cho yên tâm. Tại vì khi mà mình chẳng nhỡ may là mình lỏng chân hay như nào vô tình thôi, mình lại bị đau nữa thì cái cảm giác đấy thì mình còn lại một lần sợ nữa. Thế nên là mình lên an toàn. Em nghĩ là mình lên an toàn là tốt hơn. Tới đây thì chúng ta gặp những đối thủ rất mạnh. Ngoài Myanmar, một đối thủ tiềm tàng, ngoài Thái Lan, một đối thủ truyền thống, thì còn thêm một Philippines, một đại gia mới nổi ở Đông Nam Á. Loan cảm nhận như thế nào về cái độ khó của cái tấm huy chương vàng SEA Games năm nay?
Em nghĩ năm nay các nước thì điều kiện cũng như phát triển rất là, là nhiều. Thứ nhất là Philippines, các bạn nhập về rất là nhiều, các bạn cao to, thể hình rất là khỏe. Việt Nam mình cũng rất là nhỏ bé. Nếu mà mình thi đấu mà mình lại tì đè, chơi tì đè thì mình chắc chắn là mình sẽ thua, tại vì mình nhỏ bé rất là nhiều. Thế là mình sẽ phải đá theo cách là không hạn chế, hạn chế tì đè cũng như là dành sức. Mình chỉ đá theo những cái gì mà ban huấn luyện đề ra. Thế Loan chuẩn bị như nào cho kỳ SEA Games năm nay, kể cả chiến thuật cá nhân? Em chuẩn bị như nào cho kỳ SEA Games này và nó có ý nghĩa như nào trong sự nghiệp của em? Để chuẩn bị thì chuẩn bị rất là nhiều. Thứ nhất là về thể lực, thứ hai là về tinh thần, thứ ba là về chơi cũng như là chiến thuật, cũng như là đấu pháp của ban huấn luyện đề ra. Bản thân em thì trước tiên là tuân thủ đấu pháp này, đá ổn định vị trí của mình. Và thứ ba là mình sẽ hỗ trợ các đồng đội. Rất nhiều người hiện nay đang đặt ra một câu hỏi là liệu Hoàng Thị Loan có thể trở lại được với phong độ đỉnh cao như trước đây hay không? Để mà được nói một câu gì đấy với những cổ động viên của mình, những người mà đã chờ đợi Loan trong suốt một khoảng thời gian dài, Loan sẽ nói gì? Em cũng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và lúc nào cũng quan tâm cũng như là theo dõi bản thân em cũng như là bóng đá nữ Việt Nam. Em sẽ cố gắng thi đấu hết mình để thể hiện bản thân mình cũng như là cái sự quay trở lại của mình. Giấc mơ lớn nhất của em ở kỳ SEA Games năm nay là gì? Cái mục tiêu SEA Games năm nay của em đó là huy chương vàng. Thật sự là anh cũng giống như rất nhiều người mong muốn là em sẽ có một bàn thắng thực sự quan trọng để nó gần như là một sự đền đáp cho cả một cái quá trình dài em phải chống chọi với chấn thương, với những vấn đề, thậm chí là kể cả những cái nỗi đau mà em phải tự hàn gắn nó. Thế là vì bản thân em cũng luôn cố gắng cũng như là nghĩ là mình là có mục tiêu, là mục tiêu chung cũng như mục tiêu riêng. Mục tiêu chung của mình là huy chương vàng rồi. Và mục tiêu thứ hai đó là mình không cho đối thủ sút vào lưới. Thứ ba đó là mình, nếu mà mình có thể ghi bàn thì đó là điều tuyệt vời đối với mình. Rất tuyệt vời. Anh xin được cảm ơn Loan và chúc Loan năm nay chúng ta đá trên sân nhà này, có khán giả nhà này, và em sẽ mang tấm huy chương vàng về nhà. Và anh rất mong muốn lần đầu tiên em sẽ đón tấm huy chương vàng SEA Games với gia đình nhà mình ở ngay trên sân Cẩm Phả. Cảm ơn em rất nhiều. Chúc em thành công. Nấm đồng trùng hạ thảo khi được sinh trưởng trong môi trường thiên nhiên thuận lợi có hàm lượng dược chất cao vượt trội. Từ đó, ý tưởng về một sản phẩm đông trùng hạ thảo gần gũi với thiên nhiên ra đời. Đó là khởi đầu cho sản phẩm đông trùng hạ thảo bán tự nhiên. Khác với đông trùng nhân tạo, ở giai đoạn sinh trưởng, nấm đông trùng hạ thảo được nuôi trồng hoàn toàn dưới những tán rừng thiên nhiên. Con người chỉ kiểm soát về mặt sâu bệnh và những côn trùng gây hại. Công nghệ này giúp đông trùng hạ thảo hấp thu tinh chất của thiên nhiên, nhờ đó cho chất lượng cao vượt trội. Thời gian nuôi trồng rút ngắn từ 10 đến 20%, giúp sản phẩm có giá thành rẻ hơn đáng kể. Hiện dự án đã được triển khai tại vùng dược liệu sạch Vị Xuyên, Hà Giang. Sản phẩm có chất lượng cao vượt trội nhưng với mức giá thành rất phải chăng. Mua một hộp đông trùng hạ thảo dược quý đường tặng một hộp tỏi kim cương 200g trị giá 1.180.000 đồng. Mua 3 hộp đông trùng hạ thảo dược quý đường tặng ngay một hộp cùng loại trị giá 3.540.000 đồng.